Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với kênh phim 247. Năm 2022 hứa hẹn mang đến nhiều bộ phim hoa ngữ hay, quy tụ dàn đỉnh lưu của giới showbiz. Còn chần chờ gì nữa mà không cùng phim 247 tìm hiểu ngay 15 bộ phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc hay nhất đã lên sóng năm 2022 mà các bạn không nên bỏ qua. 1. Xin chào Tết Súng Thần, Hello The Sharp Shooter 2022. 2. Lưu Quan Chi Thành, City of Dreamer 2022. 3. Chúng ta không biết yêu, White Woman Love 2022. 4. Ánh mắt anh chỉ dành cho em, Nothing But You 2022. 5. Sư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn, So What of Love 2022. 6. Hãy gọi tôi là Tổng Giám, Master of My Own 2022. 7. Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ, Love in Flames of War 2022. 8. Cuối cùng cũng đến lượt tôi yêu, Time to Fall in Love 2022. 9. Tình yêu từ 0 đến 1, Fall in Love 2022. 10. Lạc lối dưới lòng Côn Luân, Lost in the Kunlun Mountain 2022. 11. Sơ thử không lãng mạn, See You Again 2022. 12. Bạn trai phản diện của tôi, Mr. Best 2022. 13. Thỉnh quân, Thousand Years for You 2022. 14. Khu rừng nhỏ của hai người, A Romance of the Little Forest 2022. 15. Định luật 80-20 của tình yêu, See and Her Perfect Husband 2022. Trong các bộ phim vừa rồi, bạn đăng ký bộ phim nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình xuống dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!